Thưa quý vị, sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng khán giả hâm mộ bóng chuyền cả nước đã được sống trong bầu không khí sôi động của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Và chiều qua thì những trận đấu đầu tiên của giải cùng với một buổi lễ khai mạc đầy sắc màu và ý nghĩa cũng đã diễn ra trong niềm hân hoan đón chào của người hâm mộ thể thao tỉnh Hải Dương và cả nước nói chung. Tới dự lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen lần thứ 14 năm 2017 có các vị lãnh đạo của tỉnh Hải Dương, lãnh đạo đài truyền hình Việt Nam, lãnh đạo ngành thể thao, đại diện nhà tài trợ, phóng viên các báo đài, 7 đội bóng tham dự giải và đặc biệt là hơn 2.000 cổ động viên ngồi kính các khán đài của nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Xin trân trọng cảm ơn. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển trẻ Thái Lan và các cô gái của đội tuyển Indonesia. Sau ít phút đầu tiên tỏ ra nhỉnh hơn, điểm yếu về mặt kinh nghiệm đã khiến cho đại diện của Thái Lan đánh mất thế trận nhanh chóng và thua sau 3 set đấu với tỷ số các set là 11-25, 6-25 và 12-25. Kết quả này giúp đội tuyển nữ Indonesia có được tâm lý tốt bước vào trận đấu thứ hai gặp sinh viên Nhật Bản vào 17:30 chiều ngày hôm nay. Đối thủ của tuyển trẻ Thái Lan trong trận đấu thứ hai là đại diện chủ nhà tuyển trẻ Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày hôm nay. Cũng trong hôm qua đã diễn ra lễ bốc thăm vòng đấu bảng bóng đá nam SEA Games 29 và đội tuyển U22 Việt Nam đã rơi vào